Thưa quý vị, sáng nay Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Tới dự có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành trung ương thành phố Hà Nội, đại biểu quốc tế và các tỉnh thành phố trên cả nước, đại biểu lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động. Mở đầu lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, tái hiện những khoảnh khắc lịch sử trong kháng chiến chống Pháp của quân dân thủ đô. Khí thế hào hùng trong ngày giải phóng thủ đô và những sự kiện lịch sử vẻ vang của thủ đô Hà Nội trên hành trình 70 năm qua. Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc dưới sự lãnh đạo tài tình của Bác Hồ, Trung ương Đảng và Chính phủ, thủ đô Hà Nội luôn luôn có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, gắn liền với những mốc son trói lọi đẩy vinh sự tự hào. Chi bộ Cộng sản đầu tiên được thành lập ở Hà Nội ngày 19 tháng 8 năm 1945. Cách mạng tháng 8 giành thắng lợi trọn vẹn ở Hà Nội nhanh chóng lan tỏa đi khắp nơi, cổ vũ và thúc đẩy mạnh mẽ nhân dân cả nước nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, mở ra thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh quang vinh. Điều 3 Hiến pháp năm 1946, bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã xác định thủ đô đặt ở Hà Nội. Chúng ta mãi mãi không bao giờ quên thời khắc lịch sử, sáng ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954, Ủy ban quân chính thành phố và các đơn vị quân đội chia làm nhiều cánh quân lớn mở cuộc hành quân lịch sử tiến vào Hà Nội. Hơn 40 vạn nhân dân thủ đô náo nức hân hoan trong rừng cờ hoa hừng hực khí thế đón mừng đoàn quân chiến thắng, đoàn quân cách mạng, đoàn quân của Bắc Hồ trở về. Sau khi được giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần tự lực, cánh sinh, lao động cần cù, sáng tạo, thủ đô Hà Nội tiến hành khắc phục hậu quả chiến tranh khôi phục kinh tế, cải tạo sâu chủ nghĩa, xây dựng và phát triển. Đất nước hòa bình, thống nhất, thủ đô Hà Nội cùng cả nước bước vào giai đoạn cách mạng mới, đi lên chủ nghĩa sội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội cùng với cả nước nỗ lực bền bỉ vượt qua mọi khó khăn, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Nhìn lại chặng đường 70 năm qua, chúng ta càng thêm tự hào, trân trọng những chiến công, thành tích đã đạt được càng thâm thía sâu sắc giá trị quý báu, không gì sánh được của độc lập, tự do cho dân tộc và hạnh phúc của nhân dân, giá trị của hòa bình và phát triển. Lễ kỷ niệm cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô được tổ chức nhằm tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa to lớn của ngày giải phóng thủ đô khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí, quyết tâm và sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Lễ kỷ niệm cũng khẳng định những thành tựu vĩ đại của Đảng và dân tộc ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là trong gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước.